Mini show Ngọc Huyền Kim Tử Long, đôi tiên đồng ngọc nữ sẽ tái ngộ sau 2 năm xa cách tại phòng trà Đồng Dao vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 lúc 9 giờ tối. Những nhạc phẩm trữ tình Bolero từ mưa bụi tình đời duyên tình được nhắc lại với những hồi ức đẹp. Tân cổ trích đoạn Cả Lưu Hồ Quảng làm nao nức lòng người, hợp với khách mời là những gương mặt sáng giá của sân khấu cải lương như Thi Nhung, Lê Hậu và MC Gia Luật. Hứa hẹn một chương trình vui nhộn, hấp dẫn và ấn tượng, pha lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc khi tình bạn vĩnh cửu. Phòng trà Đồng Dao 13 tháng 8 2022, thứ Bảy, tại 164 Baxter, quận 1, hotline 0918488585, 0918488585, 0906216302, 0906216302. Trân trọng chào đón quý vị đến với mini show Ngọc Huyền Kim Tử Long 13 tháng 8 năm 2022.